Đằng kia con liếc. Đừng nói. Anh thích nhỉ, được đi thích quá. Quá lễ phụ. Đi đi bộ. Biển à? Dạ. Đi. Sao mát tay thế? Sạch quá trời thương nhiều. 4, 5, 3 đứa bác. Giỏi con nhận. Thêm 2 đứa cho đủ 5 đi. Chồng cháu đang bảo đi thêm đứa nữa. Thế hôm mà anh Hổ mất thì lại vợ chồng Chiến lại về. Đúng rồi. Long không có. Long không có. Đúng rồi. Đây lịch sử. Để đi Nguyên, đưa mà Nguyên. Đưa anh Hổ ra xong thì Chiến nó vợ chồng Chiến. Từ từ. Hổ lại có duyên với Chiến này. Đấy, có duyên với Hổ. Mà Hổ nhá, cũng có duyên với này. Xong đây. Mặc dù là bệnh tật như thế. Nó nhiệt tình nhỉ? Nhiệt tình. Công nhận tính nó chăm chỉ. Mà vợ thằng Long Hổ chết. Là sao nó mới nó giết chứ không biết. Nhiệt tình coi như là nhiệt tình. Ông ơi ông, bây giờ con gái nó đấy cái ngang thế nó chăm chỉ, nó giống y tính bố. Tử tế. Cẩn thận lắm. Cái đấy cũng được nhờ. Giống y tính bố nó chăm chỉ, chịu khó làm hai cái tiền. Mà ông Hổ nó vừa. Nó tuyệt vời lắm. Đúng là phúc nó lớn đây mà vợ. Cẩn thận lắm. Tính là Hổ nó cẩn thận. Mà thanh con ngang bây giờ cũng thế. Nó về thanh toán. Nó thanh toán thế nào không? Nó lại làm nhầm mất 500. Phải gọi nó ra để sau này giả nó. Không ai lấy. Nhưng mà không ai lấy. Đấy. Ừ. Vợ thằng Long là một. Là phải nói có công. Thế còn